Cảnh u ám bên trong trung tâm chữa bệnh của thần y Võ Hoàng Yên ở Hà Tĩnh. Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên trực thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh đi vào hoạt động năm 2014 với diện tích 4,5 ha tại xã Cẩm Vịnh, trước đây là trường trung học cơ sở Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đây là khu đất do tỉnh Hà Tĩnh bố trí cơ sở vật chất cho ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh và không thu tiền sử dụng đất. Thời điểm còn hoạt động, vào 10 ngày cuối tháng, ông Yên cùng cộng sự từ miền Nam sẽ ra Hà Tĩnh và khám chữa bệnh tại trung tâm này. Đến đầu năm 2016, ông Yên bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc để đi học chứng chỉ hành nghề, bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất của trung tâm cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quản lý. Cũng từ đây, nơi này bị bỏ hoang cho tới nay. Sau nằm không nhiều năm, hiện toàn bộ cơ sở vật chất của Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên đã xuống cấp, hoang phế. Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên được phân khu khá bài bản, khu nhà làm việc, nội trú, khu khám bệnh, nhà ăn, vườn thuốc. Tuy nhiên, nay trở nên điều hưu, u ám bởi cây cối tùm. Vật dụng khám chữa bệnh đã chuyển đi hết, chỉ còn lại những dãy nhà trống trơn, xuống cấp. Nhiều công trình xuống cấp trầm trọng, rêu mốc bủa vây. Người dân sử dụng khuôn viên trung tâm làm nơi chăn thả gia súc.